Việt Nam công bố ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới, 173 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát người nhập cảnh từ các nước có chủng Omicron. Hà Nội sẽ điều trị F0 nhẹ tại nhà. Công bố lý do nam sinh ở Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19. Ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế đi lại. Thế giới gần chạm mốc 262 triệu ca mắc Covid-19, biến thể Omicron đe dọa lây lan. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 30 tháng 11. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 13.770 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 13.758 ca nhiễm trong nước, ghi nhận tại 59 tỉnh thành phố. 16.088 người khỏi bệnh, 173 ca tử vong. Số bệnh nhân nặng tăng lên. Số ca tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh 62 ca trong đó có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến, bao gồm Long An 7 ca, Bạc Liêu, Bến Tre, Quảng Ngãi, Đồng Nai mỗi nơi 1 ca. Tại các tỉnh thành khác, số ca tử vong cụ thể như sau: Bình Dương 22, Đồng Nai 12, An Giang, Tiền Giang và Cần Thơ 10, Tây Ninh 8, Vĩnh Long và Kiên Giang 7, Đồng Tháp 6, Long An 5, Cà Mau 3, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bình Thuận đều 2 ca tử vong. Hải Hòa, Đắk Nông, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu đều một ca tử vong. Số ca mắc mới phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1554 ca, Cần Thơ 913, Tây Ninh 719, Bình Dương 697, Bà Rịa Vũng Tàu 648, Đồng Tháp 608, Sóc Trăng 588, Bình Thuận 576, Trà Vinh 560.

Long An 122, Thừa Thiên Huế 119, Đắc Nông 88, Thanh Hóa 87, Quảng Nam 84, Hải Dương 69, Đà Nẵng 65, Ninh Thuận 56, Nam Định 55, Phú Thọ 54, Vĩnh Phúc 50, Tiền Giang 50, Quảng Ngãi 47, Hòa Bình 46, Thái Nguyên 39, Hải Phòng 36, Phú Yên 35, Tuyên Quang 30, Gia Lai 26, Hưng Yên 22, Lạng Sơn 20. Quảng Bình 18, Quảng Trị 18, Yên Bái 17, Cao Bằng 13, Hà Nam 11, Bắc Giang 11, Quảng Ninh 9, Ninh Bình 9, Con Tum 7, Thái Bình 7, Điện Biên 4, Lào Cai 3 và Sơn La 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.217.973 ca nhiễm, trong đó có 974.724 ca đã khỏi bệnh. 223.420 ca đang phải điều trị và 25.055 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát người nhập cảnh từ các nước có chủng Omicron. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Công văn nêu rõ, Gần đây trên thế giới đã ghi nhận biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2 và đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới. Để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh do chủng mới Omicron gây ra. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta. Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana vào ngày 24 tháng 11 và có tới 32 đột biến ở protein gai là biến thể nhiều đột biến nhất của loại virus SARS-CoV-2 và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh gấp 5 lần so với chủng Delta. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, cho đến nay, qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2, hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào nước ta, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát, tăng cường giám sát dịch bệnh Covid-19 nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch Covid. Bộ Y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực Nam Phi. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia bao gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi về từ các quốc gia nói trên. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông tin kịp thời về các biến chủng của virus SARS-CoV-2, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến tình hình. Chuyển sang một cập nhật khác. Hà Nội sẽ điều trị F0 nhẹ tại nhà. Kính thưa quý vị, Ngày 29 tháng 11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cuộc họp do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì. Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về điều trị, thực hiện điều trị F0 ở cơ sở xã, phường, thị trấn, củng cố hệ thống y tế cơ sở, huy động các lực lượng y tế và tăng cường tập huấn, hướng dẫn đối với lực lượng y tế cơ sở triển khai thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không có triệu chứng tại nhà khi bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo dõi, phân luồng, cơ sở thuốc điều trị để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị. Thường xuyên cập nhật trên phần mềm theo dõi quản lý F0 của thành phố. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang điều trị F0 thể nhẹ và không có triệu chứng tại cơ sở trạm y tế lưu động. Đến ngày 29 tháng 11, đã có 4 huyện triển khai trong đó Hoài Đức 39 ca, Sóc Sơn 8 ca, Mỹ Đức 7 ca, huyện Thanh Trì 2 ca. Chuyển sang một diễn biến khác. Công bố lý do nam sinh ở Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có thông tin kết luận chính thức về trường hợp học sinh ở huyện Sơn Động diễn biến nặng rồi tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Nam sinh này không có tiền sử về bệnh tật và dị ứng. Lúc hơn 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, nam sinh này được tiêm vaccine loại Pfizer theo kế hoạch. Sau khi tiêm vaccine khoảng 20 phút, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng, sau đó xuất hiện tức ngực, khó thở nhiều, đã được xử trí cấp cứu và chuyển đến khoa cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động và có diễn biến nặng rất nhanh, xuất hiện các cơn ngừng tuần hoàn. Quá trình cấp cứu, nam sinh được chẩn đoán sốc phản vệ độ 4 sau tiêm vaccine COVID-19. Đến 23 giờ 48 phút, khuya ngày 24 tháng 11, em được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để cấp cứu. Bệnh viện Bạch Mai cũng chẩn đoán phản vệ độ 4, đưa vào lọc máu và can thiệp ECMO. Trong 4 ngày điều trị, bệnh nhân luôn trong tình trạng nặng, duy trì chạy ECMO, lọc máu. Đến trưa 28 tháng 11, do bệnh nặng, suy đa phủ tạng không thể hồi phục, bệnh nhân đã tử vong sau khi xem xét, phân tích đánh giá các yếu tố dựa trên kết quả báo cáo điều tra, qua hồ sơ bệnh án, giấy tờ lưu có liên quan. Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của nam sinh là do phản vệ độ 4 do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vaccine COVID-19 loại Pfizer, loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine thực hành tiêm chủng. Cũng bị sốc phản vệ nặng sau tiêm vaccine covid một học sinh khác ở huyện Sơn Động cũng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Hai học sinh khác bị phản ứng nhẹ hơn đã được xuất viện về theo dõi tại nhà. Ngày 29 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng có công văn gửi các bệnh viện, trung tâm y tế, các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chuyển sang một diễn biến khác. Ca nhiễm Covid-19 tăng cao, Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế đi lại. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc họp có lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các quận huyện, sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hải Phòng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố những ngày vừa qua rất phức tạp, đã xuất hiện một số ổ dịch với lượng ca nhiễm Covid-19 lớn. Đặc biệt, ngày 29 tháng 11, tại khu công trường Eco3 thuộc dự án Hoàng Huy, số 2A, đường Hồng Bàng, phường Sở dầu, quận Hồng Bàng đã phát hiện 84 công nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đến cuối ngày 29 tháng 11, Hải Phòng đã ghi nhận 156 ca nhiễm mới, tích lũy số ca trong giai đoạn 4 của dịch bệnh COVID là 586 ca nhiễm. Thời gian tới, dự báo số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang có xu hướng gia tăng nhanh tại địa bàn nhiều quận huyện. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, hiện ngành y tế thành phố Hải Phòng đang tập trung cao các giải pháp, nâng cao năng lực, triển khai nhanh công tác xét nghiệm, phân tầng điều trị. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 261 triệu 969.242 ca mắc Covid-19 và 5.220.511 ca tử vong. Biến thể Omicron vừa phát hiện ở miền Nam châu Phi đang thực sự phủ bóng đen lên bức tranh dịch bệnh ngày 29 tháng 11, sau khi tổ chức y tế thế giới WHO đánh giá biến thể này có khả năng lây lan ra toàn thế giới và gây ra những hậu quả rất nặng nề là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh COVID-19, với 799.400 ca tử vong trong tổng số hơn 49 triệu ca mắc. Mỹ từ ngày 29 tháng 11 áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từng đến Nam Phi và 7 quốc gia khác ở miền Nam Châu Phi trong vòng 14 ngày qua, ngoại trừ công dân Mỹ và thường trú nhân ở Mỹ. Tại Nam Phi, trên 2.800 ca mắc mới COVID-19, đã được ghi nhận trong ngày 28 tháng 11, tăng mạnh so với mức trung bình 500 ca một ngày trong tuần trước đó và 275 ca một ngày trong tuần trước nữa. Tiến sĩ Shalim Abdul Karim, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Nam Phi, đã cảnh báo số ca mắc mới COVID ở nước này có thể tăng gấp 3 lần trong tuần này do sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện Nam Phi có 2,96 triệu ca mắc COVID-19 và 89.700 ca tử vong. Sau khi xuất hiện tại một loạt nước và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Đại Dương và châu Âu, biến thể Omicron tiếp tục lan đến Bồ Đào Nha với 13 ca nhiễm được phát hiện, tất cả đều liên quan đến các cầu thủ và thành viên của câu lạc bộ bóng đá Belenenses ở thủ đô Lisbon. Vào tuần trước, một cầu thủ của câu lạc bộ này đã trở về từ Nam Phi. Điều đáng lo ngại là vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, câu lạc bộ Belenenses đã gặp cỡ câu lạc bộ Benfica trong khuôn khổ giải đấu Primeira Liga. Ireland ngày 29 tháng 11 thông báo nước này đang xét nghiệm hơn 10 ca nghi nhiễm Omicron, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến 7 nước khu vực Nam Châu Phi có nguy cơ cao. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng thông báo phát hiện một ca nghi nhiễm Omicron liên quan tới một người trở về từ Nam Phi khoảng một tuần trước. Mối đe dọa từ biến thể Omicron tiếp tục khiến nhiều nước phải siết chặt kiểm soát người nhập cảnh. Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã yêu cầu những người đến từ các quốc gia ở châu Phi không thuộc diện cấm nhập cảnh vẫn phải cách ly trong vòng 14 ngày và phải xét nghiệm Covid-19 nhiều lần. Philippines cũng tạm đình chỉ quyết định cho phép những người đã tiêm phòng đầy đủ được nhập cảnh vào nước này. Còn Indonesia ngừng nhập cảnh đối với những người từng đến 10 quốc gia châu Phi và Hồng Kông trong 2 tuần vừa qua. Trong khi đó, Nhật Bản tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài bắt đầu từ ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, công dân Nhật Bản và người nước ngoài thường trú tại nước này, sau khi trở về từ 9 quốc gia châu Phi, bao gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe, cùng với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, sẽ ép buộc phải cách ly 10 ngày tại cơ sở cách ly tập trung do chính phủ chỉ định. Còn tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đã quyết định hoãn chuyển sang giai đoạn 2 trong lộ trình nới lỏng hạn chế. Cũng do lo ngại về biến thể Omicron, ngày 29 tháng 11, Australia tuyên bố dừng kế hoạch từ ngày 1 tháng 12 mở cửa trở lại biên giới đối với lao động kỹ thuật cao và sinh viên, sau khi nước này ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe sáng ngày 30 tháng 11 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại